Anh Phương Thợ Động xin chào các bạn xem nha. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn độ chế một cho các bạn một cái phao vừa câu ngày và vừa câu đêm. Mình lấy cái phao điện mình độ lại nha các bạn. Câu ngày câu đêm nhìn thấy rõ. Ok luôn. Ở đây. Tốn rồi đấy, đây là phao điện nha các bạn, đấy, đây là phao điện nha, như clip trước mình đã nói đó, đấy là cái phao này là clip trước mình có mở khám phá và sửa chữa các bạn, mới clip vừa rồi đấy, là cái cọng này là cái cọng mini, đấy. Cọng mini nha các bạn, cái cọng để tiếp nhận ánh sáng mini nó phản quang lên nó nhìn thấy nó rõ thôi. Chứ còn cái mạch nó nằm trong này nè các bạn. Đấy, cái mạch nó nằm trong này nè. Đấy, mạch rất là nhỏ. Đó, có IC. IC cả IC chuyển đổi màu nguồn. Là dưới một IC cảm biến theo rung động theo chiều dọc thẳng đứng á. Đi xuống đây là đỏ, lên cũng đỏ, mà đi ngang qua lại là không có đỏ nha các bạn. Đấy. Đây là phao cổ điện hai chế độ nha các bạn. Cái anh nó đi xuống nó màu đỏ, mà bình thường để im vậy là nó màu đỏ, màu xanh. Đấy. Mà anh xuống là nó chuyển sang màu đỏ hết. Đấy là nó báo hiệu cho mình cái anh nha các bạn. Đấy. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình độ cái phao này. Cái cọng nó to hơn, nhìn thấy ban ngày rõ, đấy, rõ ràng đẹp đẽ, ban đêm nhìn thấy cũng rõ luôn, rất là gọn, mà hay nha các bạn, ai mà mắt yếu rồi nhìn là rõ luôn nha. Rồi, cái này là ngon nha, đấy, mình sẽ lấy cái này nè, mình sẽ độ, lấy cái này độ qua nha các bạn, cái phao này nè. 5B đây tiếng Trung Quốc. Đấy, mình lấy cái này. Mình sẽ đổ qua cái này. Đấy, đổ cái râu. Vẫn giữ cái bầu này lại nha các bạn. Rồi. Bây giờ tiến hành làm. Mời các bạn xem nha. Rồi. Trước tiên là mình lấy cái cần này ra trước. Bẻ ra nè. Cái này là cứng nè. Bẻ nghiêng ngầm cầm ở đây bẻ nha các bạn. Chứ không phải gãy cái ống nhựa, đây ống nhựa. Đấy, kiểu cắt. Đấy. Đây các bạn. Chết cha. Rồi, gãy luôn cái góc luôn rồi. Rồi, mình rút cái này ra, mình tống xuống. Chết cái gì tống. Tống ra nè các bạn, tống cái cây ở đây. Rồi mình không lấy cái này nha các bạn, lấy cái cây này thôi. Đây. Rồi gắn lại đây nha, gắn lại cái này. Đây ra nó có cái nha, có cái nút gắn, nói chung là vừa tầm mắt mình, nó có cái đèn đỏ, đèn đỏ vậy các bạn. Rồi bây giờ cái này ha, mình sẽ gắn cái này vô, gắn cái này vô các bạn, cho nên mình phải hơi sinh cắt cái thằng này ra, cắt đây ra nha các bạn, để lấy cái cọng phản quang đưa vào trong. Đấy. Rồi nãy giờ mình đi con chuyện, giờ quay lại các bạn. Đấy, như nãy mình nói đó, là cái này đổ vô đây nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt cái này ra. Cắt cái này ra. Đấy. Lớp mất cái đọt mất rồi.
gian quá các bạn. Đấy các bạn, đây này, thấy chưa? Em lấy pin bỏ vô các bạn xem. Đấy. Đấy các bạn, thấy nó sáng không? Thấy không? Vẫn sáng bình thường nha các bạn. Thấy không? Phao này ít nhậm ha. Đấy. Rồi, mình sẽ luồn cái này vô nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, luồn vô nè. Mình luồn chạm lên trên luôn. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ok. Không? Đẹp liền. Đấy. Chưa. Đấy, giờ thấy không các bạn? Thấy vẫn thấy cái độ sáng các bạn thấy không? Thấy không? Cái này ít nhậm quá. Bị liệt cái con cảm ứng dọc các bạn, ít nhậm lắm. Nhưng mà giờ mình thấy vẫn rõ các bạn thấy không? Đấy. Cái độ sáng đều hết. Thành một cái phao vừa câu ban ngày mà vừa câu ban đêm nha các bạn. Đấy, thấy chưa? Rất là đơn giản. Rồi, 500 anh em tham khảo làm nha. Vừa câu ngày câu đêm luôn. Cộng to đẹp. Vậy là câu ban ngày ban đêm rồi. Thấy rõ luôn nha. Ok. Nha. Quá là hay. Đấy, một cái thấy không? Rồi chúng ta mình lấy keo AB mình dán mình đổ vô trong phía trong này. Đổ trong trồng cái xuống. Và chờ lót cái hoài này. Rồi, nó khỏi vô nước. Thấy không các bạn? Khỏi vô nước còn trên cái nụ đây. Thấy không? Tháo ra. Các bạn, tháo ra mình đóng lại mình đây chỗ đây mình chích keo 502 các bạn. Đấy. Chích keo 502 cho nó thấy rõ luôn. Thấy không? Cái này là một cái. Đây, cái pin này đã bật sửa luôn trà này. Pin nó cũng tốt nhiều. À, tiếp tục cái thứ hai. Đây các bạn. Đấy, như cái phao này thấy không? Mua về. Cái đồ này, cái này nó rẻ 25 ngàn một cái phao này. Giờ mình sẽ rỉ ra. Đấy, đấy. Lấy cây này rồi, còn cái này mình sau này mình đổ mình câu cái rô hay cái gì nói chung là cái gì đổ cái gì cũng được. Còn hai cái bầu này. Đổ làm chuyện khác. Rồi. Đấy thấy chưa? Cộng này là cái cộng để là tiếp nhận ánh sáng thôi nha các bạn. Kiểu là mạch phía trong này, mạch trong có IC này. Một IC 6 chân như clip trước đó, nãy mình nói cái đầu giáo số chân nó có nhiệm vụ là vừa IC nguồn cấp nguồn cho bóng đèn chip led đó, là có cái con diode phát sáng này các bạn. Đấy. Vừa cấp nguồn vừa chuyển màu đó, nhận lệnh chuyển màu. Còn con kia là IC cảm biến dọc. Con đó là đá nhận chiều dọc cái anh nhấn xuống này, còn nó đá nó đưa qua cái thằng IC đây là nó chuyển màu không? Còn cái cộng này là cộng tiếp nhận ánh sáng thôi nha. Bóng led nó chiếu thẳng vô trong cái mini này nha các bạn. Đấy. Tiếp cái thứ hai là các bạn xem nha. Rồi mình cũng đo như cái này coi nó tới đâu. Bây giờ tới chỗ cái nắp mà thì khắc cái này các bạn. Đấy.
cộng này để dành mình nữa làm gì mình làm nha các bạn. Đấy. Rồi. Đây nè. Đây nè, cái cộng này là có đây này, trong này các bạn thấy cái ruột miner này các bạn thấy không? Thấy các bạn này, thấy cái ruột chưa? Đấy, đây là cái dòng râu của cái bấm cổ râu của cái phao cổ điện các bạn. Đấy, đây là miner này. Đây là dễ ghế lắm nha các bạn, đây là ghế cẩn thận nha. Chúng mình cũng cứng này, cũng dẻo luôn nè. Đấy, nó trồng như này, nó trồng vào cái ống nhựa này. Thấy không? Đấy, nó tiếp nhận ánh sáng từ chỗ cái đầu đây nè. Nó phản quang lên. Đỏ, xanh nhé, xanh lơ. Đấy, cho nên mình câu bên này mình câu cái phao đây chứ câu đêm rồi chứ còn bên này mình câu phao đây sao mình thấy cái râu được, cái anh khó thấy râu các bạn. Bây giờ ấy, mình tháo đó ra, cách bỏ nó ra mình đo, nếu mà nó dài quá thì mình bấm bớt trồng vô. Nếu mà nó cấm quá thì mình rút này mình báo qua. Đấy, vừa đẹp nè. Đây vừa đẹp. Đấy, vừa đẹp này các bạn, thấy không? Đấy, cần cho nó vừa đủ cái chỗ xanh đây là cái chỗ cái miner xanh này nó nằm chỗ xanh này, xanh vàng xanh lơ là chú luôn, đỏ nằm đây, thấy không? Rồi, hiển thị mình thử ra, nó pin dữ quá. Đấy, các bạn thấy sáng không? À, đấy. Đấy, sáng rồi các bạn. Thấy không? Giờ là ban đêm thấy rõ mà. À, cái này nó ít nhậm quá. Rồi, vậy là ổn rồi các bạn. Thấy không? Đây, tiếp theo. Giờ đây giờ thành cái râu to hơn các bạn, câu ban ngày thấy rõ luôn, thấy không? Đấy, thấy con điện sáng không, sáng thấy rõ luôn. Đây chút nữa mình vô trong bóng tối mình quay cho các bạn xem nha, đây thấy rõ này, thấy không? Chà, cái hai cái tuyệt ngon đấy. Rồi, ok, chút nữa mình đổ kia vào bên đây cho nó cứng rồi luôn. Rồi xong, thấy không? Rồi đấy, rồi 500 anh em con nghiên cứu nha. Rồi mình đồ chế cho các bạn xem cái này nè, thấy không? Chứ còn câu mà cái râu nó này, cái video trước là cái sửa cái phao này nè các bạn, cái râu nó thiếu xưa ban ngày, câu ban ngày các bạn sao các bạn thấy được khó thấy lắm, thì có ban đêm là điện lên sáng thôi. Mà bây giờ mình đổ vô cái thằng này câu ngày thấy cái cọng râu nó to nó đẹp luôn, thấy không? Mà ban đêm bỏ pin vô là thấy sáng luôn, thấy không? Đấy, thấy chưa? Đấy, đổi màu đấy, đấy, thấy không? Đấy, đổi màu nha. Đây là ban đêm thấy sáng gớm rồi các bạn. Rồi. Thôi, video mình kết thúc ở đây nha các bạn.
Chúc các bạn 500, chúc các 500 em đổ chết thành công. Cầu ngày cầu đêm vẫn được hết. Không, rất là tiện. Rồi, bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh, subscribe, chia sẻ nha các bạn, cho những cần thủ coi. Rồi, đây. Thấy chưa? Rất là đẹp. Nhanh, gọn, nhẹ. Ngày đêm việc thấy hết. Đây, đây các bạn, mình đã đổ keo AB rồi các bạn. Đấy, đổ keo AB rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, keo AB đổ 2 chỗ đây, dính cứng nhắc luôn. Nó là khô, khỏi gãy luôn nha các bạn. Rồi, đấy, thấy chưa? Thành 2 cái thang ngon lành. Rồi, mình dán điện vô để mình đem vô bóng tối mình thử cho các bạn xem nó khác như thế nào nha. Rồi, nó vào. Điện này. Sáng hay chưa? Em đây. Chờ pin nó vào rồi sáng tiếp. Đây, rồi. Rồi, mình xách vô con tối cho các bạn xem nha. Đây, vận đêm nè các bạn. Đấy, phòng vận đêm nè. Đấy. Yeah. Đấy. Thấy cái băng cái tay này nè. Thấy chưa? Mình sẽ tắt điện flash này nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Đêm thấy chưa? Đây, phao thấy chưa các bạn? Đây phao đây nó ít nhậm quá. Đứng cây thế này. Đi phải. Đấy, giờ cái râu nó to các bạn thấy rõ luôn thấy không? Thấy không? Đấy. Đấy, đổi màu các bạn. Đấy. Đấy. Thấy không? Rồi, mới đổi mấy cái rồi. Rồi. Rồi, chúc 500 anh em cần thủ đổ chế thành công nha. Đấy, hai cái phao nha, thành hai phao điện, thành giờ mình đổ hai cái râu ra vô thành câu ngày câu đêm gì cũng thấy rõ hết, anh nào biết yếu thấy rõ luôn. Thích nè, đấy, sáng điện thấy chưa? Ok. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn xem rất nhiều nha. Đấy, đổi màu thấy chưa? Trời, quá đẹp, quá đẹp. Rồi, bây giờ mình kết thúc đây nha các bạn. Chúc các bạn đổ chế thành công. Thằng ấy chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.